Mùa 11 có rất nhiều tộc hệ có thể búp cho cả team, nổi bật nhất trong số đó là bộ tứ siêu đẳng, Long Vương, Hiền Giả, Quý Nhân và Thiên Cung. 4 tộc hệ này sở hữu rất nhiều nô lệ kích hệ, chuyên làm nền cho kẻ khác tỏa sáng, nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau, ta lại có thể tạo ra một đội hình hoàn hảo về mọi mặt. Cầm giấy bút lên nói nhé. Hôm nay chúng ta cùng học giáo án leo xanh đầu mùa với đội hình Soraka Hiền Giả nhé. Anh em mình vào việc. Đây là đội hình bao gồm toàn những quân cờ đa dụng hàng đầu mùa 11. Phong bài chuẩn của đội hình này bao gồm Riven, Zyra, Soraka, Diana, Galio, Morgana, Rakan và Ngộ Không. Team này sẽ kích được gần như full tộc hệ, gồm 4 hiền giả, 3 quý nhân, 3 sử gia, 2 long vương, 2 thiên cung và 2 đấu sĩ. 4 hiền giả sẽ tăng AP cho các quân cờ hai hàng dưới và hút máu toàn phần cho các quân cờ hai hàng trên. Vì kích hoạt mốc 4 ở form chuẩn nên sẽ cho tới 45 AP và 30% hút máu toàn phần, một con số không hề nhỏ chút nào. 3 quý nhân sẽ gia tăng chỉ số giáp và kháng phép. Dù không quá nhiều nhưng là búp cho cả team nên vẫn chấp nhận được với 25 giáp và kháng phép ở mốc 3. 3 sử gia sẽ triệu hồi thêm Kale để trợ chiến. Kale ở quận đầu tiên sẽ luôn hỗ trợ tốt cho team bất kể màu gì. Đồng thời cô cũng góp một chút sát thương ổn ở đầu và giữa trận. Mốc 2 đấu sĩ tăng máu thì không cần phải bàn. Còn 2 Long Vương sẽ gây sát thương chuẩn và ban tốc đánh cho cả team sau 8 giây. Thiên Cung với Ngộ Không và Soraka sẽ cho thêm 12% tốc đánh và 10 AP. Dù trông cực kỳ chiến với các quân cờ 4-5 vàng chiếm đa số, nhưng chủ lực của đội hình này nằm ở hai quân cờ có giá 3 vàng là Soraka cùng Diana, và chắc chắn là cả hai sẽ cần lên 3 sao để có thể gánh team rồi. Đội hình này tập hợp nhiều quân cờ giá thành cao nên khó có thể chốt ngay từ đầu trận. Ta sẽ chỉ nghĩ đến khi ra nhiều đồ AP từ đầu game và có phong bài để eco sớm cũng như đép được nhiều máu nhất có thể. Phong bài phù hợp có thể tận dụng tốt trang bị và dễ xoay nhất cho đội hình này là sử gia xoay quanh 4 quân cờ Sivir, Garen, Zyra và Riven, kích 3 sử gia, sau đó ta kẹp thêm đấu sĩ và cảnh vệ thêm tanh. Đồ AP ta cho Zyra cầm tạm để đép, về sau có Soraka và form bài ổn hơn sẽ đổi lại cho nàng tinh nữ. Form này không chỉ rẻ mà lại cực kỳ mạnh vì có thêm Kale trợ chiến, đồng thời cũng rất dễ để xoay bài vì đã có sẵn Zyra và Riven. Còn form bài giúp chúng ta có thể chốt bài luôn, đó là có sớm Soraka và trang bị. Vì Thiên Cung rất dễ kích hoạt và Riven 2 vàng để kích quý nhân cũng dễ tìm nên có thể đép tốt mà không cần lên 2 sao. Diana ra sớm có trang bị cũng là lựa chọn hợp lý vì có thể kích hệ với hai quân cờ 2 vàng là Zyra và Janna. Kale trong đội hình này ta ưu tiên hai cuộn tăng AP và tăng tốc đánh. Nếu trong lobby có nhà Morgana khỏe thì có thể cho Kale lên luôn hàng trên, búp cho Diana và Rakan. Nếu không có thì để ở dưới, búp cho Soraka vẫn ổn. Chưa đến phần trang bị nhưng nói trước một chút là Soraka buộc phải có Sujin để tận dụng tốc đánh mà Long Vương cùng Ngộ Không mang lại. Và hiền giả cũng đã cho khá nhiều AP nên Kale quận đỏ tăng tốc đánh sẽ tốt hơn ở gần như mọi trường hợp. Sau khi bước dần sang giai đoạn giữa game ở round 3.2, lúc này các nhà đã update dần và có những dàn tanh rất cứng cáp. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ bị đấm khá đau vì chưa thể update đủ form. Nếu làm tốt việc eco tiền đã đề ra và nhiều đôi thì có thể roll ở 6 để kiếm 2 sao. Không thì lì lợm lên 7 để có form Riven, Zyra, Soraka, Diana và Galio. 2 slot còn lại lý ra là Ngộ Không và Rakan, nhưng có cả hai quân cờ này ở 7 thì quỷ quá. Nên ta sẽ sử dụng tạm Janna và Nico để kích hệ. Từ đây dần ổn định form bài để reroll kiếm Diana 3 và Soraka 3. Trong quá trình này anh em vô tình bắt được Ngộ Không hay Rakan thì có thể nghĩ đến việc lên cấp để kẹp cho khỏe hơn cũng được nhá. Về cuối trận, ưu tiên lên Soraka 3 sao để đủ sát thương cho team. Nếu ra nhiều Diana thì có thể cháy cối thêm vài round để lên nốt 3 sao. Cô ta rất khỏe trong việc đối đầu với nhiều kẻ địch cận chiến một lúc. Còn nếu Soraka không cống hiến thì chỉ cần 2 sao và tích tiền lên cấp để xoay sang Rakan carry. Sẽ cần các quân cờ còn lại trong team khỏe vì sát thương của Rakan chỉ ở mức trung bình khi còn 1 sao. Khi lên 9, slot còn lại có khá nhiều lựa chọn. Ưu tiên 5 vàng có độ đa dụng cao như Hwei, Sett và Udyr, hoặc có thể kẹp thêm Long Vương để tăng thêm tốc đánh cho team. Cao cường buff sát thương cho cả đội. Xếp đội hình cũng là một phần quan trọng vì cơ chế của hiền giả là tăng hút máu cho hai hàng trên và tăng AP cho hai hàng dưới. Các chống chịu như Riven, Diana, Galio ta xếp lên trên để nhận hút máu và tránh thủng đội hình. Rakan xếp hàng tiếp theo để tận dụng tầm đánh 2 của anh. Nhớ là đừng để xuống hàng 3-4 nhé, không là biến thành chim mái Saya đấy. Những quân cờ còn lại ta chia đều ở hai hàng sau để tránh những skill vào khu vực đông đúc. Có một cách xếp bài để gây đột biến khi đối đầu với các carry tay dài, đó là cho Soraka lên hàng 2 bởi kỹ năng của cô luôn đánh vào đám kẻ địch đông nhất trong tầm. Để có thể sử dụng cách xếp này thì ta gần như bắt buộc phải có Diana 3 khỏe cùng Galio đủ trâu để đối phương khó chạm vào Soraka. vì mốc 4 hiền giả cho hẳn 30 hút máu và có cả quý nhân nên không phải quá lo về việc Soraka sẽ ăn đạn lạc mà nằm xuống quá sớm. Bây giờ ta cùng chuyển tới phần trang bị nhé. Đầu tiên là chủ lực Soraka. Như đã nói vừa nãy thì trang bị bắt buộc phải có cho cô là Sujin, vì cô được hưởng khá nhiều tốc đánh từ Ngộ Không và Long Vương, sử dụng búa xanh và mũ thích nghi sẽ yếu hơn rất nhiều. Với hai trang bị tiếp theo, ta sẽ ưu tiên găng bảo thạch là trang bị quen thuộc với các carry AP. Tiếp theo sẽ là món đồ có khả năng gia tăng sát thương như mũ phù thủy, quyền trượng thiên thần, diệt khổng lồ và truy xuyên phá để sốc sát thương tốt hơn. Quyền trượng thiên thần đặc biệt ngon vì những giao tranh của đội hình này thường diễn ra rất lâu. Tiếp theo là trang bị cho Diana. Dù là một chống chịu nhưng kỹ năng của cô lại cho sát thương trên đòn đánh, kết hợp cực tốt với tốc đánh cộng thêm từ Long Vương nên có thể build theo hướng đấu sĩ. Ba trang bị tốt nhất là huyết kiếm, quyền năng khổng lồ và áo choàng thủy ngân. Những trang bị này hoàn toàn có thể đổi qua Ngộ Không nếu Diana không lên 3 và cần carry chất lượng hơn ở cuối trận. Đồ tanh cho team này sẽ để cho Galio. Quân cờ này có thể khiêu khích kẻ địch nhắm vào mình nên thú tượng không phải lựa chọn tôi. Còn lại thì cứ giáp máu mà đóng thôi. Vuốt rồng cũng là lựa chọn tốt để khắc chế quân cờ hot pick là Syndra. Về cuối game và bắt đầu dư trang bị thì Rakan sẽ là carry thứ 3 mà chúng ta tin tưởng. Anh chàng có thể hồi lại rất nhiều máu bằng quý nhân nhờ kỹ năng gây sát thương vào cụm kẻ địch đông nhất như Soraka. Khả năng chống chịu cũng rất tốt vì có thể tạo nhiều lá chắn. Đến với phần lõi nâng cấp, trước tiên ta sẽ ưu tiên lõi thêm mốc tộc hệ. Ngon nhất sẽ là hiền giả, rồi Long Vương, quý nhân, sau cùng mới tới thiên cung vì ấn chỉ cho 3% hút máu. Đội hình này có khả năng hồi phục rất mạnh nhờ quý nhân và hiền giả nên sẽ cần phải ưu tiên các lõi combat khỏe có khả năng gia tăng sát thương như khảm bảo thạch, thăng hoa, nắm rõ đối thủ hoặc là nhất thống mới comeback ở mùa này. Kích tận 6 tộc hệ nên sẽ được 15% AD và 15 AP cho cả team. Vì sẽ cần có đồ carry cho Soraka, Diana và Galio, do đó không thể bỏ qua các lõi cho trang bị như thuốc kích thích, kho báu chôn giấu, túi đồ cơ đại và trang bị đầy đủ. Giờ chúng ta cùng chuyển tới phần cuối của video là ưu điểm và nhược điểm của đội hình. Đầu tiên là ưu điểm. Đội hình này có khả năng hồi phục cực kỳ kinh khủng. Một khi đã đủ form và lên được Soraka cùng Diana 3 thì không ngán một team nào. Ưu điểm tiếp theo là form bài đầu trận dễ build khi chỉ cần sử ra. Trang bị có thể ghép luôn để đép vì có tận hai chủ lực là Soraka và Diana. Về phần nhược điểm, xoay đội hình ở giữa trận sẽ là khó khăn nhất vì cần có nhiều tiền. Yêu cầu kỹ năng eco tốt tới từ người chơi. Nhược điểm tiếp theo là nếu lên 3 quá chậm so với khả năng thăng tiến của lobby, để rồi không đủ khả năng bắt Rakan và Ngộ Không cũng đi luôn. Và cuối cùng là như đã nói ở đầu video, đội hình là sự kết hợp của hàng loạt nô lệ kích hệ lại với nhau nên sẽ rất nhiều nhà thèm muốn những quân cờ đó. Việc lên đầy đủ 3 hay kể cả 2 sao sẽ khá khó khăn. Và đó là tất tần tật những kinh nghiệm mà bọn mình đã đúc kết lại khi triển khai thuần thục giáo án Soraka hiền giả này. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách để lại một like, share, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để nhận những đội hình mới hot nhất mùa 11 của Đấu Trường Chân Lý nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.